Tiếp theo là mẫu Chinix M100. Mẫu này năm ngoái cũng là một trong những mẫu mà siêu bán chạy ấy mọi người. Năm nay em còn đúng một chiếc này thôi, một chiếc này. Ở kho của công ty thì khả năng thì vẫn còn, nhưng mà em mình cứ cứ sell hết đi. Sell chiếc này. Giá vốn với mọi người nhá. 4.650.000. 4.650.000. Đi dây âm khung nhôm. Không có khóa phuộc, bánh 27.5. Thắng dầu nha mọi người nhá. Rồi gạt đĩa Sunrun của clip Shimano Tuner TZ. Cái này 7 clip 3 đĩa. Và tay đề của nó là LTU A2. Thắng thì thắng dầu Spark. Bánh 27.5. Mấy chiếc này thì size 16 anh em bắt buộc phải cao từ 1m65 trở lên nhé mọi người nhé. Bánh vừa bánh 27.5 này, còn vừa size 16, size 16 thì cũng là trung bình thôi, nhưng mà phải 1m65 trở lên. 65, 68, 1m7, 72, 73, 75, 77. Đấy mọi người, tầm đấy thì đi mới được nhé mọi người nhé. Chỉ chênh nhau tầm khoảng là 10 phân, hơn 10 phân thôi. Thì mọi người đi mới được nhé.